Đây chính là lý do dù bị cấm sơn nhiều lần, Nhã Phương vẫn không thể bỏ Trường Giang toàn gương vỡ lại lành. Là một nữ diễn viên nổi tiếng hiền lành xinh đẹp, nhưng tại sao Nhã Phương lại có đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của Trường Giang đến như vậy? Những ngày qua, làng giải trí không khỏi xôn xao trước scandal tình ái của Trường Giang với Nam Em. Hai người liên tục tố cáo nhau với những lời lẽ khó nghe. Nam Em dường như điên tình khi cho rằng 30 ngày yêu Trường Giang, cô có thể chết đi sống lại. Còn Nam Danh Hài thì ẩn ý Nam Em có vấn đề trong suy nghĩ, đồng thời cảnh cáo nếu cô động đến Nhã Phương, anh sẽ không để yên. Có thể thấy từ khi công khai yêu nhau, cặp đôi Nhã Phương Trường Giang bị ném đá khá nhiều vì sự chênh lệch ngoại hình. Thậm chí người ta không hiểu được rằng tại sao xinh đẹp thành công như Nhã Phương lại thành đôi với Trường Giang. Lý do đã từng được cả hai chia sẻ, đó là sự đồng điệu về tâm hồn và Trường Giang vô cùng khéo léo trong việc chiều chuộng phụ nữ. Trong suốt quá trình yêu Trường Giang đã có khá nhiều tin đồn xảy đến, từ việc Quế Vân công khai hình ảnh hẹn hò với Nam Danh Hài đến thông tin anh từng có vợ và con gái. Dù chỉ là lời đồn thổi nhưng cũng khiến cặp đôi gặp không ít sóng gió. Trường Giang Nhã Phương là cặp đôi liên tiếp vướng nghi án chia tay tái hợp. Khán giả còn mệt mỏi cho rằng đó là chiêu trò PR của họ. Và rồi đến Nam Em, cô công khai chuyện tình 30 ngày với Danh Hài xứ Quảng. Những lời hứa hẹn mà anh nói với cô khiến cả showbiz bất ngờ. Dù ai cũng biết độ đào hoa của Trường Giang, nhưng chẳng ai ngờ điều này lại khiến anh bị ê chề đến như vậy. Trường Giang trả lời rằng với anh, Nhã Phương quá hiền, quá tử tế, nên anh nghĩ yêu thêm vài người sẽ không sao. Bản tính đào hoa lăng nhăng của Danh Hài là vậy, nhưng tại sao Nhã Phương 5 lần 7 lượt im lặng và tha thứ? Hóa ra trước đó Nhã Phương đã từng tiết lộ lý do dù bị cấm sừng nhiều lần vẫn có thể gương vỡ lại lành. Nữ diễn viên tiết lộ Trường Giang là một người khá tinh tế, có những lúc không cần nói, nhưng Nam Danh Hài đã hiểu điều Nhã Phương muốn chia sẻ là gì. Cô nàng cho biết Trường Giang chính là chỗ dựa để mình cảm thấy nhẹ hơn, an toàn hơn. Có lẽ chính vì những đặc điểm như vậy mà Trường Giang có thể giữ chân được Nhã Phương dù nhiều lần gây lầm lỗi.